Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 4 tháng 4, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có nắng nóng. Trong đó, từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Cùng với đó, khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũng như nhiều nơi ở Nam Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Từ ngày 5 tháng 4, nắng nóng ở khu vực Hòa Bình và Thanh Hóa giảm dần, riêng Nam Bộ thì nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Hà Nội ngày mai 4 tháng 4 trời ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C và cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời ít mây, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ C và cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 4 tháng 4 trời ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C và cao nhất từ 34 cho đến 36 độ C.